Và như vậy là tỷ số đã được mở cho cầu thủ A5. 1-0 dành cho A5. Và quý bạn thân mến, và xin mời quý vị đến với buổi thuật trực tiếp trận đấu giữa cầu thủ A6 và A5. Người đã ghi bàn thắng để mở tỷ số trận đấu ngày hôm nay là Tuấn Phong. Một pha phối hợp rất hay, và đó là một cú dứt điểm quá tuyệt vời. Cú đặt lòng, bóng đi vào góc chết. Nguy hiểm, cơ hội, vẫn không vào, tuyệt đối không vào. Rất đáng tiếc dành cho A5. Suýt chút nữa thì bàn thắng thứ hai đã đến với họ. Vừa rồi là cú ra chân của đội trưởng Lê Hữu Nội. Rất nguy hiểm, và như vậy là cao thủ bên phía A6 đã có được bàn thắng để quân bình tỷ số rồi. Cầu thủ đã ghi bàn thắng đó chính là cầu thủ mang áo số 3, đang đeo kính vô cùng trí thức ạ. Như vậy là ở pha tấn công đầu tiên thì các cầu thủ A6 đã có được bàn thắng. Một cú đánh đầu ngược rất đẳng cấp đến từ ngôi sao này đã tạo nên bàn thắng. Lê Hữu Nội, Tuấn Phong rất nguy hiểm. Tuấn Phong là cầu thủ có khả năng dứt điểm rất tốt, và vừa rồi Tuấn Phong lại tạo ra được một cú dứt điểm nguy hiểm nữa. Bóng đi vào góc cao, nhưng nó chưa đủ hiểm để đánh bại được thủ thành bên phía cầu thủ A6. Dứt điểm, cầu vào. Xà ngang lại từ chối đi bàn thắng của cầu thủ bên phía A6, rất đáng tiếc. Và trọng tài cũng đã thổi phạt một cầu thủ bên phía A5. Thì xác là A6, và đá phạt lên dành cho A5. Lê Hữu Nội không được, mất bóng nguy hiểm, cơ hội qua người, dứt điểm. Hai một dành cho thủ A6 rồi, quá tuyệt vời. Một pha xử lý cực kỳ điềm đạm, bình tĩnh và chính xác. Và người đã ghi bàn thắng để nâng tỷ số lên thành 2-1 đó chính là cầu thủ mang áo số 10, Đỗ Tuấn. Đỗ Tuấn đã rất bình tĩnh loại bỏ đi hậu vệ bên phía đối phương bằng một tình huống giả sút và đảo chân. Cú giả sút chân phải và đảo sang chân trái, sau đó là pha dứt điểm đánh bại Thành Quang Huy, nâng tỷ số lên thành 2-1. Nụ cười rất tươi của Đỗ Tuấn sau bàn thắng. Văn Thi, đường chuyền hợp lý, qua người, cơ hội dứt điểm, không vào. Vẫn cầu vào. Hai cơ hội liên tiếp, hai cú sút liên tiếp. Đầu tiên đó là Tuấn Phong, bóng này ra đến vị trí của Nguyễn Sơn, nhưng Nguyễn Sơn cũng không thể chiến thắng được Thành Sơn Đồ. A1, A2 và B1 rất nguy hiểm, rất đẹp. Thêm một tình huống dứt điểm nguy hiểm nữa. Và thủ thành bên phía A6 vẫn đang có những pha ra vào rất chính xác với nhau. 20 năm trước khi mà họ còn đang ngồi trên ghế nhà trường, ngả người bắt bầu lệ như Robin Van Persie. Nhưng rất tiếc là không có một siêu phẩm dành cho Kiên Chấp. Kiên đã không thể chấp thời cơ, như vậy là thay người thì phải. Nguy hiểm. Vậy là trọng tài sẽ tham khảo công nghệ VAR, liệu rằng có tác động không hợp lý của cầu thủ bên phía A5 hay không.
đưa bóng vào. Ui à! Dành cho Hoa Năm, và người đã ghi bàn là đội trưởng của Hoa Năm, Lê Hữu Nội. Một pha chớp thời cơ rất nhanh khi mà hàng thủ của Hoa 6 đã có những tình huống lộn xộn. Họ phá bóng công dứt khoát. Một pha bóng khá đơn giản thôi. Đó chính xác là một tình huống chạy cắt mặt. Và cầu thủ đã công theo kèm tốt đối với Hữu Nội, đó chính là Mạnh Quân. Quả ăn mừng trái tim. Có lẽ là Hữu Nội dành tặng cho người thương nào đó của anh. Đấy đâu, Thuyền Hai, nguy hiểm không vào. Rất đáng tiếc dành cho cao thủ bên phía A6 vừa rồi là pha chạm bóng đến từ Mạnh Quân. Sau cú đá đến từ vị trí của Đỗ Tuấn thì Mạnh Quân đã có. Đỗ Tuấn hay quá, cơ hội không vào. Vẫn không vào, hai pha dứt điểm liên tiếp. Chúng ta cùng lại pha xử lý này đến vị trí của Mạnh Quân. Cú trích mũi dày, bóng đi. Mất bóng nguy hiểm của Văn Minh, Nguyễn Sơn. 4-2. Và đúng lúc này thì tiếng còi kép lại cuộc đối đầu giữa A6 và A5 cũng đã vang lên. Chiến thắng dành cho các cầu thủ A5.